Xin hân hoan chào mừng toàn thể quý vị quan khách có mặt trong buổi tiệc vui quyên ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên cho phép Tú Quyên thay mặt dịch vụ tổ chức sự kiện âm thanh ánh sáng Điện Tử Sơn gửi đến toàn thể quý vị quan khách lời kính chúc sức khỏe, lời chào mừng thân thương và nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị, hôm nay là 18 tây tháng 5 năm 2022, nhằm ngày 18 tháng 4 năm Nhâm Dần. Được sự chấp thuận của gia đình, anh em trong ban nhạc của chúng tôi đến đây để tổ chức chương trình văn nghệ mừng buổi lễ vu quy của cô dâu Ngọc Thảo sánh diện cùng chú rể Minh Truyền. Vâng, và Tổ Quyên cũng xin thay mặt toàn thể anh em trong ban nhạc cũng xin kính chúc cho đôi bạn trẻ trăm năm tình duyên mặn, bạc đầu nghĩa phu thê, vịnh kết đồng tâm và trăm năm hạnh phúc. Vâng, và trong lúc phục vụ có điều chi sơ suất xin quý vị vui lòng bỏ qua cho. Vâng, và không để quý vị chờ lâu, chương trình văn nghệ của chúng tôi xin phép bắt đầu. Vâng, và để mở đầu chương trình văn nghệ ngày hôm nay thì Tổ Quyên cũng xin gửi đến toàn thể quý vị một ca khúc được mang tên Yêu Em Dài Lâu. Và với ca khúc này thì Tổ Quyên cũng xin chúc cho tất cả quý vị có một buổi tối thật là vui vẻ. Anh, em muốn yêu anh đậm sâu. Anh,
Vâng, các bạn Việt cũng nghe. Và để liên tục chương trình và theo sự yêu cầu, xin mời quý vị hãy cùng giao lưu qua tiếng hát của chị Út ạ. À, xin mời chị Út trở về sân khấu để thực hiện ca khúc của mình ạ.